Và tiếp theo sau đây xin mời bà con mình nghe Nguyễn Đức An kể chuyện Những mục tiêu phía Tây Bắc cửa Việt, gặp bạn giữa chiến trường. Sau trận chiến thắng tái chiếm Cẩu Thành, Quảng Trị, khoảng tháng sau, chúng tôi thuộc Trung đội 52 Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 Trâu Đen, Thủy quân lục chiến, được lệnh chuyển ra phía biển. Mới đầu nằm yểm trợ cho pháo binh thủy quân lục chiến, rồi sau đó kéo vào yểm trợ cho cánh A tiểu đoàn 8 ó biển. Thiếu tá Phán tiểu đoàn trưởng, đến đây tôi gặp ngay Thạch, là một chiến hữu cùng quê, cũng cùng trong nhóm 13 thằng. Thạch ở trung đội bộ chỉ huy tiểu đoàn 8. Nỗi vui mừng không sao kể xiết. Ngày nào hai đứa chúng tôi cũng bên nhau để chuyện trò hàn huyên tâm sự vui buồn kể lại. Từ khi ra trường tới nay mới có mấy tháng mà tưởng dài như mấy năm chưa bao giờ gặp. Tôi nằm đồi cát bên này, Thạch nằm đồi cát phía sau. Qua lại chỉ có mấy bước là tới. Tình bạn thắm thiết không thể tả nổi. Nằm đây kể thì cũng bình yên đó. Chỉ nghe thấy có tiếng đại pháo 130 ly của địch chúng dập các mục tiêu khác cách xa nơi đóng quân của chúng tôi mấy cây số. Thỉnh thoảng tôi với Thạch cũng đi mưu sinh tìm chất tươi, kiếm cá động ở các hố bom sau những trận mưa. Mỗi lần kiếm được đều đưa về chia ra cả trung đội kho tiêu ăn. Có lần chúng tôi đi thật xa tìm được mấy mục măng, đem về lọc vỏ ngoài, rồi bào mỏng, ngâm vào nước do gạo thật đặc, hòa vào chút muối cho đậm, không có gì đựng ngoài có nón sắt. Ngâm 3 ngày sau là thành măng chua, nấu canh măng chua với cá tươi ăn ba phát. Vào một đêm nọ, tiểu đội tiền đồn báo về là có địch quân ở sát ta. Ngoài tiền đồn cách tuyến chúng tôi không xa. Nơi này sa mạc cát trắng, thỉnh thoảng có vài bụi cỏ không có đáng kể. Tiền đồn báo chỉ nghe thấy tiếng nói, văng vẳng theo tiếng gió, chứ không có thấy người. Không dám bắn trái sáng, chị cũng sợ bị lộ địch biết chỗ của mình. Nên anh em cứ phải nằm im theo dõi tình thế. Hầu ngoại tuyến trên thiết giáp cũng không thấy gì. Hầu cá nhân tôi ngay trước thiết giáp, tôi được anh thiết giáp cho lên xe. Xem trong ống nhắm của cây 90 ly trên thiết giáp, tối tôi nhìn cũng thấy sáng gần như ban ngày, mà cũng không có thấy cái gì luôn. Dùng dằng tìm mãi mà chẳng phát hiện ra chúng ở đâu. Thiếu tá Phán cùng trung đội bộ chỉ huy lên 3 chiếc thiết giáp, ra tận nơi quần nát một hồi mà không thấy. Tức quá, thiếu tá Phán hạ lệnh xuống xe lục soát. Tự nhiên có anh hô to, hàng đi, không tao bắn bây giờ. Là lệnh cầu may và để cho đỡ bực mình vậy mà. Chứ nếu như không có tiếng xì xào của bọn chúng, thì giờ này anh em đã ngủ thẳng giấc rồi. Thế mà bất chiến tự nhiên thành nha. Nghe có tiếng hô địch chột dạ, chúng tưởng là đã bị ta phát hiện, dẫu giả đứng dậy đầu hàng ngay cho 3 thằng. Theo lời của Thạch kể lại, chúng đã ngụy trang bôi vôi trắng giống như cát, nên ta không thể nào phát giác ra chúng được. Thì ra đây là toán đầy lô của Việt Cộng. Ta tịch thu một máy truyền tin, một tấm bản đồ, một K-54 và một AK-47. May quá, ông trời còn thương cho chúng tôi bắt được chúng. Nếu không bắt được thì chúng tôi bị ăn pháo 130 ly te tô với 3 thằng này rồi. Sau đó chúng tôi được lệnh chuyển quân tiến vào sâu hơn nữa. Tôi phải chia tay với Thạch. Nhìn tôi Thạch muốn khóc. Có lẽ bạn tội nghiệp cho tôi chăng? Nhưng chuyện thời thế phải thế thôi. Sướng không muốn lại mình thích như vậy. Nên trong đời binh nghiệp tôi không bao giờ ân hận. Dạo đến đây tôi không biết chỗ này mang địa danh là gì. Nhà cửa thì lác đác vài cái, không cái nào còn nguyên vẹn cả. Phía trước tuyến cách 500 mét là một nhà thờ, cũng sụp đổ nát bấy hết cả rồi. Tuyến phòng thủ nằm dọc đến đối diện nhà thờ. Trên nền nhà thờ đang có một tiểu đội tiền đồn của ta nằm chốt. Đến ngày thứ 3 là tiểu đội tôi đến phiên ra thay. Lúc này anh Thọ cho tôi nắm tiểu đội phó. Làm phó thì lúc nào cũng nặng trách nhiệm. Tiểu đội tôi gồm có 10 người. Tôi đề nghị cùng đi với tôi 5 người là 6, để lại 4. Nhưng anh Thọ không đồng ý. Tôi phải bàn với anh tuyến mệt đóng dọc nên cần người hơn ngoài kia. Vì tiền đồn chỉ là cái chốt báo động,
cách nền nhà thờ 10 mét, là một dọc lũy tre có thể địch đã bám ở đó, cho nên mình phải thủ tuyến cho chặt chẽ, không cần nhiều quân ở tiền đồn, vì nhiều chỉ làm cái đuôi bám vướng, và mình sẽ khó trở tay khi hậu sự. Tôi xin chịu trách nhiệm làm việc này. Chúng tôi đi ra gần tới tiền đồn, tiểu đội của anh xin ngoài đó. Tôi cho hai người nằm lại, vì có nhiều ổ đất có cỏ lợi thế trên đường vào tiền đồn. Họ ngồi núp lại. Khi tôi với Đồng và hai đồng đội vào, anh xin giật mình hỏi, đi đâu hết rồi, sao chỉ có bốn người ạ? Tôi nói và chỉ cho xin biết hai người nữa chém về phía sau. Xin mới chỉ và bàn giao những trái lựu đạn gài chung quanh nền nhà thờ dày đặc, còn chỗ ra vào phía sau thì sẽ gài sau. Tôi đưa xin đi vào và nói, tối nay tụi tôi sẽ chém về vô đó. Xin ừ một tiếng nói, ân quá, chém về đi, đợi tối tiệc thái dầu nha. Tôi đã dặn dò với Đồng cùng hai đồng đội nằm im tại vị trí tiền đồn, còn hai người nằm ở ụ đất đi với tôi. Chúng tôi mò ra hàng tre để quan sát, vì ở trong này không thấy gì ngoài cái hàng tre cả. Và tánh tôi thì hay thắc mắc, xem để nghiên cứu và liệu với sức mình, để khi cần còn yểm trợ cho nhau, nên chúng tôi phải chia phiên chạy ra hàng tre. Từng người một, tôi là người sẽ chạy ra trước, đồng đội ra sau. Trời nhá nhem tối, nhưng chúng tôi cũng còn đủ nhìn thấy được mọi việc chung quanh. Chúng tôi chạy dọc lên theo hàng tre, cách nhau không xa mấy. Có hai tên Việt Cộng, một ngồi, một đứng, lấp ló ngó vào phía trong. Dứt khoát là chúng không biết ba người tụi tôi đang quan sát. Chắc chúng yên tâm với mồi ngon trong mục tiêu đã theo dõi từ trước, nên hớ hên mặt không phát hiện ra chúng tôi. Tôi định trở vào rủ Đồng ra, cùng nhau lặt hai bó rau muống này vào luộc lấy nước làm canh. Nhưng nghĩ lại, sợ Đồng và anh Thọ sẽ biết được chuyện chém về. Trong trung đội, tôi và Đồng đều là bất kỳ 54 cả, cho nên hai người cũng ăn ý với nhau lắm. Trời tối đen như mực, cả sáu chúng tôi chém về vô tuyến trong. Cách tuyến trong đội 100 mét cũng nằm ngang có hai giọng gác. Chúng tôi nằm trước tiểu đội của Xin, đang nằm ngửa hơi dưới cỏ và cát, thì nghe có tiếng trống 130 ly của địch gõ quá nhiều. Chúng bắn đi đâu vậy kìa? Vừa tự hỏi nhanh trong đầu thì những tiếng nổ chát chúa, hàng loạt nghe lùng bùng cái lỗ tai, gạch đá bay văng khắp cả mặt đất và cả lên người. Không thể tưởng tượng được. Chúng lại hào sẵn với một chốt nhỏ của chúng tôi đến thế à? Trên nền nhà thờ, nơi vị trí tiền đồn, đạn pháo đã nổ tanh bành, xóa tan mọi dấu tích làm chúng tôi ớn lạnh rùng mình. Thoát chết, tôi tự hỏi rằng, nếu chúng tôi chấp hành theo lệnh cấp trên, không hành động kịp thì tiêu tùng hết rồi. Vì địch bám sát mục tiêu nổi cộm, nên chúng canh mấy cái mục tiêu đã được chấm sẵn này cho pháo cày nát chúng tôi. Chúng tôi là chốt để theo dõi và phát hiện địch, chứ đâu phải là chốt thí. Không lẽ chả có đánh đấm được gì mà bỏ sáu con chốt thí có đáng không nhỉ? Lại nữa, nếu như tính mạng của chúng tôi được quy ra thành tiền, thì những trái đạn này có quý hơn không nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong đầu như vậy, nhưng không dám nói ra. Mưu sự tại nhân, thành sự do thiên, đúng y như rằng, khi nãy tôi vừa nói với Đồng, sao tôi nóng ruột quá, tôi có lên tính báo cho cái gì làm lòng mình áy náy quá. Tôi chỉ sợ anh Thọ, anh không hiểu hết tình thế ở đây, lại cho là mình chết nhát, cho là tôi chỉ giỏi đánh võ mồm. Đồng và tôi ôm nhau khóc, tôi khóc vì thoát chết, và mọi người cũng khóc mừng mình thoát chết luôn. Cả sáu chúng tôi như được lột xác, nghĩ thoáng trong đầu, sao chẳng có lễ lộc gì mà đem ra thui sáu con trâu thì phí của. Cùng lúc đó anh Thọ và người mang máy chạy lên, hỏi xin gọi chúng tôi xem có bị gì không. Xin chỉ và nói, tụi nó đang nằm hết ngoài vòng hai giọng gác kìa. Chúng tôi đã thoát chết, nhưng nếu chúng tôi còn nằm yên ở đó, không biết có ai còn miếng thịt nào không. Xin ra gọi tôi vào gặp anh Thọ, tôi lom khom chạy vào. Cũng rất sợ bị anh khiển trách vì bỏ vị trí. Nhưng không, khi anh thấy được tôi, anh ôm chầm lấy tôi và nói, ông trời còn thương mình, anh cũng lo cho tụi em quá, thôi thì cứ nằm im tại chỗ, sáng hãy ra. Sau vụ thoát chết đó, anh Thọ cho gọi tôi trở về ôm cô vợ già em 60. Anh lấy cớ là trung đội không có ai có khả năng ôm bà già này, sợ vì mấy em sòng sọc B40, B41 nó ghen. Bản lệnh của tôi là chịu chơi chứ không chơi chịu, nên bà nào tuổi càng lớn tôi lại càng thích mới chết chứ. Ngày hôm sau,
Đơn vị lại đổi đi tuyến khác. Nơi này có cái bờ đê cát chạy dài. Chúng tôi nằm dọc theo đê nên cũng dễ làm mục tiêu cho địch bắn tỉa. Nhưng chúng tôi đâu có để chúng mi mình dễ như vậy được. Chúng tôi tìm cách để phát hiện chỗ núp của bọn bắn tỉa. Tôi đã nhìn thấy có nhiều bụi cây, nhưng thấy có hai bụi chéo nhau. Có lẽ đây là hầm chữ A ngụy trang, loại hầm có hai lỗ hỗ trợ cho nhau. Chúng cách tuyến chúng tôi độ hơn 100 thước. Phải tinh tế và công phu theo dõi mới thấy được chúng. Lạng quạng sơ ý để nó thấy, nó để cho một cái phắt là ngay đầu bể gáo như chơi. Phải đánh lừa như nó mới kịp cho đồng đội nhìn thấy. Đồ lấy cây cuốc gấp trong cái mũ sắt, từ từ lấu cái chốt, đi điên tí lại dừng, cứ như thế để cho chúng nhắm theo khó khăn hơn. Giả lại mình phải câu giờ nó, mình mới có thời giờ cho chúng tôi theo dõi tìm ra chúng, cũng tìm hiểu xem tay xạ thủ của chúng thiện xạ tới cỡ nào và chúng chơi bằng súng gì. Nếu là loại súng đặc biệt thì mình lại tìm cách nào cho hơn chúng. Khi xác định xong mục tiêu, tôi nói với đâu, ê, tôi đếm 1, 2, 3. Hai thằng chúng tôi cùng trồ lên, nhưng nó nhắm cái nón sắt của Đô, bắt một cái dính liền. Nhưng ngược lại tôi đầu trần, đưa đại liên lên xếp còn ngay hai bụi cây đó. Bên địch bắn bằng loại súng đặc biệt, còn mình thì đặc biệt hơn bắn bằng M60. Tôi ngắt dây đạn ra một đoạn chừng hơn gang tay, bắn vừa gọn vừa không bị kẹt đạn. Vừa để khi bắn xong là tôi dễ dàng để em nằm xuống, và tôi nhanh chân chạy ra chỗ khác ngay, tránh chúng trả đũa. Đúng như dự tính, vì khi chúng tôi vừa chạy ra khỏi chỗ là B40 nó nổ ngay trên đê trước mặt chỗ chúng tôi đứng vừa rồi. Vậy mới biết chúng đã chuẩn bị hỗ trợ cho nhau chu đáo như thế nào rồi, nên chúng tôi phải di chuyển luôn điểm bắn. Suốt cả ngày chúng tôi cứ như mèo dần chuột, hết đâu lại tới châu thay thế, châu nghĩ đó lại đến đồng, cũng là thú vui cho chúng tôi đánh phá chúng. Cứ như vậy trước rồi thấy chúng im luôn. Có lẽ chúng tôi bắn đại mà đã trúng đích. Tôi nhậm tính chơi theo lối tính làm ăn kinh tế. Như thế là mình không lỗ, vì nó bắn một viên AK, tôi chung cho nó 15 viên đại liên. Nó tấu lại một B40 hoặc B41, thì thằng nào hết giống trước cho biết. Cứ vậy một lúc sau, không thấy nó ọ ẹ gì nữa, có thể nó đã cạn giống hết tiền rồi. Màn đêm lại phủ xuống, trời tối đen như mực vậy. Chúng tôi lại được lệnh bò dọc lên tấn công. Chỗ này bằng phẳng nên không thể lom khom được, chỉ có ném lựu đạn thôi. Chúng biết chúng tôi tấn công nó bằng lựu đạn, nó cũng ném đáp trả lại bằng lựu đạn chạy. Chúng cũng cứ quăng bừa, có khi nó ném trúng cả vào cái mũ sắt của chúng tôi nghe cây cốt. Nghe tiếng cốt biết lựu đạn của nó ném, nhìn như chốc anh em lăn ra chỗ khác tránh lựu đạn nổ. Khu vực bãi cát biển nên không có hố có bờ để cho ai núp tránh đạn được cả. Cho nên để tránh đạn, chúng tôi phải lấy nón sắt mà cào lỗ. Vừa đủ cho tôi, anh Thọ với anh Mang Máy, lỗ chỉ ngồi xổm lọt xuống, dựa lưng nhau được một chút. Và cây đại liên của tôi thì để trước mặt, cũng may ở đây là cát không nên moi lỗ cũng dễ và moi cũng rất lẹ. Đồng đội đang bò tiến lên phía trước, lựu đạn ầm ì nổ liên tu bất tận, đất cát văng lung tung tứ phía. Tôi, anh Thọ và anh Mang Máy còn đang ngồi trong hố thủ hiểm trợ cho đồng đội. Thì một cái hự, tôi thấy tức ở ngay giữa ngực. Tôi không thở được, như bị ai đấm một cú thật mạnh vậy. Tôi cũng chưa biết là tại sao nữa. Nghe cái bịch, anh Thọ quay qua hỏi, cái gì vậy? Anh hỏi mà tôi có biết cái gì đâu, lại đau quá, nói không được. Thở còn không muốn nổi huống chi là nói. Anh Thọ vội banh áo giáp tôi ra, rờ xem, nhìn và ngửi coi tôi có bị thương máu me gì không. Anh Mang Máy cũng hỏi và lo cho tôi lắm. Không có máu mà không biết tại sao. Khoảng 15 phút sau tôi mới thấy khỏe khỏe ăn chút, nhưng vẫn còn đau nơi ngực. Khi vừa để hai tay xuống lòng thì thấy một vật gì nóng nóng. Cầm lên xem thì là cái đầu đạn M79. Hu hồn làm tôi nổi da gà, lạnh gáy luôn. Tôi đưa tay lên làm dấu tạ ơn Chúa đã gìn giữ tôi và cho cả ba chúng tôi còn sống bởi trái đạn lép. Đạn này chắc chúng lấy được của ta, nhưng do không biết tầm bắn để kích nổ. Tôi còn nhớ tầm bắn trực xạ là 100 mét, bắn cầu vòng từ 4 tới 450 mét. Có lẽ do nó nghe được tiếng máy truyền tin liên lạc đại đội, nên nó nhắm hướng bắn đại. Tôi cầm đầu đạn nhét vào tay anh Thọ. Anh Thọ kinh ngạc hỏi, cái gì? Rồi anh Thọ đưa cho anh Mang Máy xem. Cả ba chúng tôi cùng lạnh mình, sau đó có lệnh cho trung đội lui về tuyến sau chờ sáng.
Trời vừa tờ mờ sáng, còn lạnh hơi sương, lệnh trên ban ra tất cả chuẩn bị vũ khí ba lô để tại chỗ, căng hàng ngang tiến lên. Dân cọc biển phải dùng từ ủi cho chính xác, lệnh ủi bãi, vì dưới lối đánh chẳng có trong các bài học nào ở quân trường cả. Chúng tôi cứ căng hàng ngang mà tiến, không có quả lực nào trước mặt chặn lại bước tiến của chúng tôi. Hình ảnh ấy giống như chiếc xe ủi tiến lên săn bằng chướng ngại vật vậy. Trung đội 52, trung đội 51 của thiếu úy Đặng. Phía sau có bốn thiết giáp M41 và M48 yểm trợ. Chúng tôi có lợi thế nhờ xạ thủ trên thiết giáp ngồi cao, nên đại liên của các anh bắn rất chính xác. Tiếng nổ nghe rất tai quá, và cũng nhờ các xạ thủ trên cao dễ nhìn ra mục tiêu nên hại chúng rất ngọt. Chúng tháo chạy như vịt, nhưng bù lại chúng cũng gọi về chỉ huy của chúng để xin yểm trợ. Chúng liền trả đũa lại, đưa chúng tôi hàng loạt đạn 130 ly, để hòng mong ngăn cản bước tiến của tiểu đoàn hai trâu điên. Thủy quân lục chiến đang truy đuổi bọn bộ đội, chúng tôi được lệnh dậm chân tại chỗ, vì nếu tiến thêm là sẽ vào ngay họng pháo. Tiếng nữa thì chẳng khác nào đưa thịt trâu lên cho chúng nó nhúng nhắm, bởi vì nơi đây là thung lũng thấp, nước xâm xộc tới gần mắt cá chân. Chúng tôi trơ trụi mình trần trên mặt đất, được lệnh trải đều ra hai ba người vào một chỗ, rồi làm công sự chiến đấu. Chúng tôi xúc đất cỏ cát lên đắp thành một hố như miệng giếng, ngồi vào trong rồi đẩy phong sâu lên trên vì trời mưa. Nhờ vậy nghe cũng cảm thấy ấm mỏ ác lắm. Khổ nỗi, hố càng đào thì nước càng nhiều, càng ngập, chúng tôi đành ngồi ngâm em xuống nước mà thôi. Bây giờ chỉ còn nghe pháo nổ từng hồi, đáng lẽ đây là cái một nhọt nho nhỏ, mà chính ra chúng tôi đã thanh toán xong chúng rồi. Ấy thế mà nó nhờ có pháo yểm trợ dữ dội, bắt chúng tôi dừng lại. Tôi tịch, chúng tôi phải nhận lệnh rút ra, di chuyển đến chỗ khác. Mấy ngày nay trời lại mưa tầm tã. Hay sao trời buồn gì mà trời mưa nhiều thế? Bầu trời xám xịt, ông ổng những nước. Mưa ngày, mưa đêm không ngưng nghỉ, không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Đêm đến trăng sao cũng đi chơi hết. Đến đây vị trí đóng quân của chúng tôi nằm dọc theo giao thông Hào. Có ngã ba nằm ngay giữa tuyến tiểu đội tôi. Chạy ngang qua lại không có ai, chúng tôi hai ba người một chỗ kế nhau. Cứ như vậy cách nhau 2-3 mét, vì tuyến dài lại rộng nữa. Tôi đô già danh nghệ, nằm phía trên cách ngã ba 2 mét. Phía dưới ngã ba là Đồng và một người nữa. Nhìn đồng hồ gần 6 giờ sáng. Tôi lấy một bịch gạo sấy với một hộp cocktail, rồi cho chung vào trộn, từ từ đợi cho nước ngấm. Gạo nở ra rồi dùng tay nhào bóp cho thật nhuyễn. Sau đó nó trở nên khô dẻo dẻo. Bóp dẹp dẹp ra theo hết khổ bịch gạo, trông như cái bánh. Cái bánh này nhiều bạn vui vui hỏi tôi là bánh gì. Tôi bèn đặt cho nó một cái tên là bánh bịch, ăn ngon mà có mùi vị cũng tựa như bánh xôi vị. Ngoài đời làm gì có được mà ăn, vì cứ phải ăn cơm sấy chán quá nên chúng tôi mới chế ra đủ kiểu, miễn sao cho dễ ăn là được rồi. Tôi tính ăn sớm để lát nữa có thời gian đi phá. Tôi gọi, Đồng ơi, ăn sáng chưa, hát đi. Bài này có giọng ca cũng mùi mẫn lắm, nghe Đồng hát mà tôi đâm nhớ nhà, nhớ bạn bè quá, rồi quay qua nhớ cả người yêu. Hey, nghĩ lại một thời tôi là lính quân cảnh hào hoa, tướng tá dễ coi, quần áo bảnh chọe, lúc nào cũng ủi hột thẳng thớm. Hết phiên trực lang thang ra phố trông như lính kiển, nên các em gái hậu phương cũng khoái đeo theo, để có dịp đi dung dăng dung dẻ dưới lính. Nhờ có những kỷ niệm đó, nên bây giờ ngồi đây mà đâm ra nhớ nhung. Lại còn tự hỏi lòng mình, xem nhớ em nào nhiều, nhớ em nào nhất nữa. Ôi, em nào mà tôi chả thương nhiều thương nhất, lính đa tình mà. Tôi thân trai 20 tuổi rồi, nên mẹ tôi muốn cho tôi lập gia đình. Bà cụ cứ dục hoài, nhưng đã chọn nghề binh chỉ có đi chiến đấu, mong lập được chiến công hoặc mơ tí hoa mai trên vai cho thỏa mơ ước. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ, chứ bản thân tôi chẳng mong gì. Bông bọc chắc cũng không bao giờ có nữa là. Nên nỗi nhớ nhà và người yêu dai dứt quá. Hơn nữa lại nghe trong bài hát của Đồng đang tả cảnh lấy chồng chiến binh mấy người đi trở lại, mà lỡ khi mình không về. Nghe tới đây tôi vừa muốn cố xua tan đi hết những ý nghĩ không hay, thì lại nghe tiếng của Đồng hát: Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh, theo tiếng gọi lên đường. Vừa dứt câu Đồng êm ngay, vì tai chúng tôi nghe chúng gửi hai cối 82 ly cho mình ăn điểm tâm. Hai tiếng đề ba nghe tót tót, không biết nó bắn đi đâu.
Chúng tôi vẫn cứ bình chân như vậy, vì đầy lính đã quá quen với bom đạn. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, chúng tôi vẫn bảo nhau như thế. Vì đạn tránh người chứ người sao mà tránh đạn được. Tôi vẫn ngồi yên trên nón sắt, chỉ nghe được tiếng nổ đầu ầm một cái. Người tôi nóng ran cả lên, tôi biết là tôi đã bị lãnh đạn rồi. Cũng vừa kịp lúc tôi nhìn thấy đồng đô và danh nghệ, mấy người cũng đều bị thương hết cả. Họ đều di tản được, còn tôi thì đứng lên không được. Máu từ màng tan bên trái phun ra như bị cắt tiết. Máu tôi phun sang nhậm đỏ hết cô em 60 của tôi nằm bên. Mắt tôi cũng đã bị một miếng, còn mắt trái bị máu dính che kín. Phải lấy tay chùi chùi mới nhìn thấy. Tôi như mê đi, từ từ trước mặt như hiện trang cây nến, như vừa đốt cháy lên đã phục tắt. Chỉ có khoảnh khắc tôi còn kịp nhớ, linh hồn và khẽ kêu lên: "Xin Chúa tha tội cho con." Rồi tôi ngã lăn ra hết biết. Sau đó không biết bao lâu, khi tỉnh lại tôi đưa tay dụi mắt trái cho hết máu, mở mắt ra được. Ngồi dậy nhìn trước nhìn sau không thấy ai, đâu hết trù vậy cả. Tôi đứng dậy chạy về phía tuyến sau, một đoạn mới thấy đồng đội, cứ chạy dọc theo giao thông hào thì bị vướng, nên tôi leo lên mặt đường chạy luôn. Vì bị thương nên cũng hăng máu, chẳng còn biết sợ là gì. Trong lúc tôi chạy, nó bắn theo nghe trắc cái lỗ tai. Nhưng mình cũng còn đủ trí không để né, tôi chạy theo kiểu chữ chi. Chết có số, nếu chết đó thì tôi phải chết hồi nãy rồi, tôi nghĩ vậy. Anh em gọi nói tôi dừng lại đi, không à, nó bắn chết đó. Nhưng tôi vẫn cứ chạy, vừa tới chỗ y tá, tôi nhảy qua giao thông hào thì cũng vừa nghe bắt. Tôi té xuống, ai cũng tưởng tôi rớt thật rồi. Anh y tá nằm ở một chỗ, chỉ gọi là có được che tạm chút chút cho đỡ thôi, chứ không thể gọi là hầm được. Vừa bò ra gọi: "An ơi, mày còn sống không An?" Tôi chỉ đưa tay trái lên thôi, vì tất cả hai chân tay phải, mắt mũi miệng tôi đều tê liệt hết rồi. Anh thò tay nắm tay tôi thì nó nhắm bắn nữa, văng cả đất cát cách anh y tá vài gang tay thôi. Tôi nghĩ trong bụng, sao tôi tức bọn này quá, tao mà không bị thương mày sẽ chết với tao. Thế vậy có mấy đồng đội mới đứng lên bắn trả yểm trợ cho đồng đội cứu tôi. Nhờ thế mà anh y tá kéo được tôi vào trong đồ băng bó. Anh cho tôi ngậm vitamin C cho đỡ khát nước. Anh dặn: "Mày mất máu nhiều đừng cố uống nước nha. Khi nào muốn gì kêu tao ngăn." Ở bên ngoài thì trúng pháo 130 ly như mưa. Tôi vẫn nằm bất động để chờ tẩy thương. Tôi kéo tay anh y tá ra hiệu cho tôi xin quả lựu đạn để thủ. Anh đưa mà cứ sợ không biết tôi sẽ làm gì. Mãi tới sẩm tối mới nghe tiếng anh Trọng ở đại đội lên hỏi: "Tụi mày có biết ăn nó bị thương nằm ở đâu không?" Tôi kêu y tá gọi anh Trọng. Khi kéo tôi ra, anh Trọng nói: "Trời ơi, tao nghe đồng nói mày bị từ hồi sáng. Máy mà tao không thấy mày ra nên tao vô tìm mày nè. Thông cảm cho anh mày, từ sáng tới giờ bận nhiều chuyện quá." Dội dàng anh và một người nữa cho tôi lên băng ca khiêng chạy như bay. Nhưng cũng mất mấy lần phải dừng lại bỏ xuống để tránh pháo dữ dội. Ra đến một chỗ tạm yên thôi, các anh đặt tôi nằm đó chờ thiết giáp vô chở ra. Trời lại mưa, tôi khát nước, chỉ cần há miệng ra cũng đủ sắp giọng. Mãi gần sáng mới đưa tôi ra được cánh trưởng, lại chờ máy bay. Trời sương mù mờ, trực thăng không thấy chỗ đáp, phải đốt đèn lên, pilot nhìn qua mấy hồng ngoại tuyến mới thấy. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bệnh viện, tôi đã thấy họ chờ và chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sau khi đưa tôi nằm xuống trên xe đẩy đàng hoàng, chị y công cho tôi uống một ly sữa nóng. Đang đói khát từ ngày hôm qua, ly sữa nóng, ôi chao ơi, sao mà ngon ấm lòng chiến sĩ chi lạ. Vừa mở mắt ra là thấy một cô nữ quân nhân ngồi ghế bên cạnh giường bệnh. Cô hỏi: "Anh tỉnh rồi hả? 2 ngày rồi anh đã mê man." Cô nói với giọng người miền Nam, nói hỏi thăm liên tục bất tận, chắc là để cho tôi tỉnh. Cứ nghe hỏi hoài mà mình lại cảm thấy lạnh, thì ra mình đang trần trụi, chỉ có một tấm tráp đắp trên người. Cơn mưa ngoài trận địa vẫn còn đang ám ảnh trong đầu tôi. Tôi không nói được, đưa tay ra dấu xin tờ giấy viết. Phải viết thay lời mới đã thông tư tưởng cho cô được. Hiểu ý, cô mỉm cười, lọc cam cho tôi ăn. Cô giúp tôi mọi việc. Đến khúc này, tôi cũng xin ngưng lại vài giây và cũng cho tôi xin có lời cảm ơn những nữ trợ tá, những cô nữ quân nhân, những đồng đội đã hết mình phục vụ giúp cho chúng tôi trong tình chiến hữu thật thân thương. Được 2 ngày, sau khi tôi tỉnh thì chuyển phòng. Tính tổng cộng là đã 17 ngày qua tôi nằm liệt giường. Hôm nay vừa chập chững đi thì tôi được chuyển về lên bệnh xá dã chiến của sư đoàn thủy quân lục chiến.
Đi đến trước khu bệnh xá thì tôi gặp cô bạn gái người Huế. Cô đứng nhìn từng người đi vào, chắc nàng cũng có ý tìm tôi. Trên khuôn mặt dễ thương kia hằn rõ những nỗi hoang mang, lo lắng. Ấy vậy mà tôi đi ngang, dù cố chú ý, nàng cũng đã không nhận ra được tôi. Chắc vì cái đầu tôi cạo trọc và đầy những vết thương. Nàng nhận không ra là đúng rồi. Tôi lại liên tưởng những câu bạn bè đe nẹt đùa nhau thường nói. Đừng có chọc tao à, tao mà giận, tao đánh cho mày, má mày nhìn cũng không ra da. Làm tôi tủm tỉm cười, chắc trong tôi giờ cũng thê thảm lắm, má nhìn chắc cũng hết ra rồi sao. Mãi tới lúc này, em có lẽ cũng ngờ ngợ nhìn ra tôi hơi hé được miệng gọi. Thuy nhỏ, anh là An nè. Em à, gái quế dội choàng, ôm cứng lấy tôi khóc nức nở nói. Em nghe anh đọc nói, mười mấy ngày nay, ngày nào em cũng tìm anh mà chẳng biết anh ở mâu. Sự tình à, là khi vừa tái chiếm Quảng Trị xong sẵn có tiền tôi dù ra Huế. Tôi quen em chỉ có 4 ngày 3 đêm, thế mà em mất tôi. Đây rồi mỗi lần hậu trạm có chuyến vô tiếp tế, em cũng cố xin gửi vào cho tôi. Nào là thuốc lá, bánh kẹo mè sữa và trà cà phê. Với giọng Huế dễ thương, em líu lo kể lể. Trên tay em một túi bánh quà thật to. Rồi à, tới phiên tôi đi vào để được bác sĩ khám ngay và phê chuẩn trên hồ sơ bệnh lý mấy chữ Bệnh viện Lê Hữu Sanh to tướng. Thế là em biết tôi sẽ về Sài Gòn. Chưa kịp nói lời nào tôi mừng quá. Và em cũng mừng quá. Dội dàng em nói, để em về lấy đồ đạc theo anh vô Sài Gòn luôn. Tuy là lính, trời chiến địa cũng nhớ đồng đội. Nhưng nhớ ra, nhân cơ hội bị thương này, mình cũng được nghỉ ngơi dưỡng thương và có dịp về thăm lại gia đình. Thấy là trong đầu tôi nghĩ đến, mình sắp về lại Sài Gòn. Và tự nhiên lại liên tưởng tới bản nhạc thầm hát Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tác giả Mũ Xanh Nguyễn Đức An. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.